Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Bác cả dao. Dao mọc đầy đường. Tiền phết chứ đấy. Bộ béo mày mãi rồi. Chị, hôm nay xin mời một tí. Gọi là tí phân. Để mua một chút ăn cho mấy cả quê giò ở nhà cho anh. Ui, chút tiền ra đây. Tao xin một ít thôi. Chết mẹ. Nó dính một góc. Đồng này đồng to. Ấy như cái đồng này trước mắt cá chó. Chắc thế nhỉ. À, mày à gửi. Mày à gửi. Mít rồi. Ngon lành kinh đào. Năm đi. Trời ơi. Trời ơi, cất thắng rồi. Thank you nhé. Đấy, mà để mới lấy một phần của bịa nó. Tôi gọi là bịa non. Bịa non của em heo đất. I-I-I-A. Một em heo đất. Ôi, xách nó một tí rồi. Không sao. Chắc vẫn muốn được. Con lợn này đít nó vẫn hơi sắc. Ơi, mua gì đây? Bán cho cháu ít thịt. Thịt à? Thịt nào? Thịt gà, thịt lợn hay là trứng? Chân giò. Có cả trứng à? Có cả trứng. Bà bán cả trứng. Thập cẩm mà, mua đi. Cho cháu túi này. Đây nè, lấy gì đúng không? Trứng là trứng đi bao kia đấy, trứng ung vào, trứng gì đó đây. Biết trứng ung luôn. Ung đâu, trứng xịn đây. Trứng này bà mới lấy về đấy. Trứng ngon lắm. Chả trứng ung. Ung đâu, về luộc mà xem không phải ung đâu. Trứng bà luộc về mua về ăn đấy mà. Mày mua. Nhưng mà cháu biết làm sao được bên trong nó có không ung hay không? Bà cho bảo hành về luộc, nếu mà ung thì mang xuống giả bà. Ung thì cháu ăn hết rồi, cháu thích ăn trứng thối. Ôi thế. Thối đây chị là rồi. Thế thì 10.000. 20.000. Ai để 10.000. 20.000. Tao mua 20.000, bà để lại cho mày 20.000 đấy. Con trứng ngon lắm. Ok, tao mua 20.000. 20.000 này, lấy gì được không? Lấy thịt hay lấy cái gì đây ạ? À? Lấy gan. Con nhà ông đấy. Gan con gì mà to đấy? Gan lợn mà. Lấy gan ông hay lấy thịt gà? Khùi. Lấy cái gì? Chân giò. Cái này miếng này bao nhiêu tiền ạ? Miếng này phải cân lên thì biết được chứ. Ba cân nhé. À, cân mốt là 100 mốt. Đắt lắm. Thế lấy chân giò nó rẻ kìa. Chân giò á? Chân xương này ăn cái gì? Xương gặm nó mới được lâu. Thật ngon. Chân cổ chân. Chân cổ chân. Nhưng mà chân có bổ cả tay không? Bổ tất. Xương này là ăn là bổ tất. Ngon. Nó bà để túi nhá. Thế đi cháu mua luôn. Ok. Chủ cháu thiếu tiền à? Đầy tiền. Ôi dồi, nắm thế, tiền to thế. Ai đây cho đấy? Tiền.
Ai cho tiền to thế? Tiền chống đời. Mới nhặt được à? Vâng. Nhặt ở đâu đấy? Hay là tiền của bà rơi nhỉ? Không. Tiền của ai? Tiền 500 nhé. Trả lại cháu. Trả lại nhiêu nhỉ? Không biết. Trả lại 10.000 hay sao vậy? Không phải đâu. 500 nhiều lắm. Trả lại nhiều lắm. Trả lại bao nhiêu nhỉ? Chỗ này 20.000, chỗ này 60.000 là 80.000, trả lại bao nhiêu? Trả lại 450. Sao lại khôn thế, trả lại 450. Này 20.000, 24, 26.000, 80.000. Trả lại 420. Trả lại 420. Phải không? Phải. Suy nghĩ lại đây nào. Không sách đâu. Vậy thì làm sao? Sao cứ cầm sách đi. Ôi sách của anh cho tiền đấy. Ôi sách này. Không phải đâu. Đừng lấy cháu lôi ra với còn nguyên nha. Ôi này sách mấy chỗ này. Không biết đâu. Bà đừng bịt cháu. Đây là sách đây bà bịt gì này. Không biết thế thì cháu chẳng mua nữa. Để tiền nhận bà trả lại cháu đồng 500 lành đi. Tôi giảm 400 thôi nhé. Còn 20.000 trừ tiền sách đi. Đi đi mà khôn đấy. Bà công bà chỉ trách bà trừ của cháu. Đó thế đâu. Người ta chặt trong này rồi, để đây, người ta chặt trong này, mấy chỗ này nữa mày cắt à? Hay là tiền này người ta vứt bỏ mày nhận được? Ai chẳng vứt bỏ 500, cho cháu nhận ngay. Cái này nó chẳng vứt bỏ. Không, ba thử vứt đồng 500 thì cháu nhận luôn đấy. Tiền đấy đúng rồi, tiền nhận được đây đúng rồi. Không rách phải, ai người ta thì vứt đồng to này. Tôi chỗ rách này tính là 20.000, còn tính giả 400 nhé, được không? Cắt bế ra chơi. Ra ngân hàng đổi rồi mất công nhá. Đổi mất có 2.000 thôi. 2.000 rồi bà còn mất công đi, mất buổi đi đấy, được không? Có 20.000 nhá, trả 400. 100 đó nhỉ, bà có cho 100 đúng này nhỉ? Bà lại to đi. Rách có một tí. Dán vào là được. Chẳng qua cháu quên dán rồi. Đây. Đấy, đúng rồi. Điêu à. Bà này ăn gian à. Thiếu một đồng một lít. Mất đồng nhỉ? Thiếu 2 đồng này nữa. Bà tiền cháu không biết gì à. Bà thử mày xem là mày có biết gì không. Trời. Đây. À không. Đây bao giờ lại? Không, năm đỏ rồi. Năm đỏ à? Cái bài hết rồi. À đây đỏ đây. Không. Cái này giờ đỏ à? Thế thì cất chỗ này. Cất chỗ này mới đủ. Cất này thưởng bà. Thế thì hai cái đồng mấy chục đấy mới cả. Cái đồng mấy nghìn đấy. Mấy cái đồng mấy nghìn à? Ừ. Làm gì có đồng mấy nghìn. Có đã. Rồi ok. Thế là bà được có 20.000 là được trừ mà về đấy 10.000 là còn có 10.000 để ra cái này mất công đổi lắm. Ghê, cháu về đây, cháu về đây. Không mặt cãi gì nữa. Không mặt cãi, bye bye nha. Cháu về đây. Về làm món gì đấy? Món, cháu không biết. Giờ này món này không có gì cho chó nhiều sữa nhỉ. Cháu để ý. Chó ăn à? Hả? Chó ăn thì chúng tôi không hơn cháu thôi. Ông cháu á? Ông cháu mà. Nấu cháu nữa đâu, cháu không ăn được cùng. Cháu đi về đấy, cháu tự nấu. Gọi tao nhé. Ok.
một kênh vuông. Ăn cứ phải đầy nồi. Cho gói này vào. Ba gói luôn, ba gói ba cái. Cái gì đấy? Kẹp thế. Ôi trời ơi. Vào đây. Ôi,